các nhà thiên văn học vừa phát hiện một đợt bùng phát sóng vô tuyến nhanh FRB bí ẩn xuất phát từ một địa điểm lạ lùng của vũ trụ. Đợt bùng phát sóng vô tuyến nhanh được đặt tên là FRB 201905-20B đến từ một thiên hà lùng cách trái đất 3 tỷ năm ánh sáng. Hiện tượng này được phát hiện nhờ vào kính vô tuyến FAST của Trung Quốc và kết quả được xác nhận cũng như nghiên cứu bằng nhiều loại thiết bị khác. FRB 201905-20B là đại diện thứ hai từng được biết đến của hiện tượng bùng phát sóng vô tuyến nhanh, từ đó dẫn đến những câu hỏi mới liên quan đến sự tồn tại của chúng, cũng như bằng cách nào dựa vào những hiện tượng này để tìm hiểu vũ trụ. FRB là những xung vô tuyến mạnh đến từ không gian xa xôi của vũ trụ. Chúng tồn tại chỉ khoảng vài mili giây, nhưng có thể giải phóng năng lượng lớn hơn năng lượng phát ra từ mặt trời trong cả giờ, cả ngày hoặc cả tuần. Giới thiên văn học cho rằng có thể dùng FRB làm thước đo không gian giữa các thiên hà.